Ba nó được cái nổi là cái chào cả nhà ơi, bữa nay là mùng 3 Tết, lên chào cả nhà ăn cái nha. Chúc cả nhà mùng 3 Tết thật nhiều sức khỏe, vui vẻ nha. Tới chừng nào hết mùng mới hết Tết. Nên là hả, bữa nào rảnh lên là hả, còn mùng là còn chúc Tết. Còn mùng vô còn chúc Tết nha cả nhà. Đó, bữa nay có mấy người bạn qua nữa chơi rồi ha, cũng là ăn bún riêu luôn. Ăn bún riêu rồi có món gì nè, pha lâu nhậu đó, sương sương đó, làm sương sương ngày mùng 3 Tết đó, cũng chia sẻ cho cả nhà để có video up lên chứ không thôi lấy đâu có. Rồi chúc mừng rồi. Năm mới chúc rồi. À, còn mùng là còn Tết. Chào cả nhà ơi. Bữa nay mùng 3 rồi cả nhà. Mời cả nhà. Mời uống vài ly. Ăn pha lấu. Ăn pha lấu, ăn bún riêu. Chứ nay làm gì ông Táo rồi, bộ tính để Tết nữa hả? Nay là gì? Nay là mùng 3. Có nhiều người ta hạ như mùng 3. Ờ, anh yêu có mười mấy rồi mà. Mười bảy. Mười bảy rồi, có nhiều mười bảy. Mùng một tất cha, mùng ba tất thầy. Rồi vô miếng cái. Qua nghĩ là ngay không có Tết gì hết trơn. Qua nay ngày nào cũng Tết á. Nướng cho để giò heo thôi. Chồng tặng chứ gái tặng được. Rồi chúc mừng năm mới. Cái bàn bún riêu again hả? Phá lấu mày. Phá lấu, ờ. Bún riêu là ăn lót bụng, phá lấu mới là mồi nhậu. Phá lấu. Đúng rồi. Ba nhạc rồi rồi. Những gương mặt thân quen. Những gương mặt có tình. Không phải từng cây số, trên từng cây số. Mùng 1 ăn bún riêu, mùng 2 anh Vũ ăn, anh Vũ múc thêm ăn bún riêu nó múc thêm thôi được rồi, chịu rồi, được rồi, uống đủ ăn nha, ăn mồi nè, cái này ăn con mồi nè, ăn này ngon quá, thử thôi đi, thử da heo nè. Ờ, qua cái gì vậy, qua kia chịu làm đi Nam tới đi tới mười mấy, tới rằm luôn không? Tới tháng 2. Nè, đi ra đây đi phép rồi. Ở đâu tháng 2 cũng định về rồi. 3 tuần. Bữa nay cũng 23, 24 rồi. Tuần nữa. Tuần nữa. Giờ mình muốn cái gì lấy cái gì đây. Hả? Nó xuống. Ui, trời đất lỡ luôn á. Leo không chỗ nào mà không leo nữa trời. Ờ, Lila khỏe ha. Lần này kiếm con trời ơi, bây giờ hả? Nó quậy con Lila luôn. Nó qua nó chọc tôi đã hả? Nó chịu hết nổi. Cái nó bỏ tôi đi. Thì nó cái nó bắt đầu qua tới Lila, nó nhét đồ vô họng Lila nha, nó biểu như Lila phải hả họng cho nó nhét đồ vô rồi. Cái khung đọc hèo hèo vậy đó, khung đồ chơi vậy đó. Lóc được hả? Có lóc, không có lóc. Nhà không có lóc. Lóc sợ nhiều lúc nó vô nó lóc một cái rồi không biết. Lóc nguy hiểm. Nít người ta nhà đâu có cho cửa lóc. Trời ơi, ba nó qua làm việc nhà hả mà nó quậy không làm được vậy hả? Nó nói trời chắc tao phải vô hãng nó làm quá. Ăn thử miếng phá lấu ngon. Dạ, cỡ này chắc ba. Phá lấu cả nhà ơi.
mùng ba nhậu quá lâu. Lúc này ba nó sợ quá, chắc chưa hẳn làm không quá. Thiếu thiếu nhựa. Không có thôi, chị rửa cũng cũng dễ, làm cũng sạch á. Ở trong để trong lánh nó lạnh nó lại khô. Nó hay hả? Nửa rượu nữa. Ủa sao nay vậy? Nửa rượu gần rồi dữ lắm. Uống coi chồng về. Uống coi em về là em cắt nghe. Lần qua cái hết Tết rồi đó. Ủa gặp phá lấu da heo nữa hả? Em đâu biết dạ, ăn da heo đâu. Đi mua thịt đó, cái người ta cho da mỡ á. Cái anh về em lại em lấy mỡ da em rửa sạch rồi. Làm phá lấu ngon. Làm phá lấu. Da heo làm phá lấu ngon á. Cái cũng phải qua. Bắt đầu mùng 1 em muốn riêu, mùng 2 muốn riêu, mùng 3 muốn riêu tiếp. Ăn tới mùng 7 rồi. Còn nhậu thì làm phá lấu. Trời ơi, cái nhà ăn Tết vui không? Tết coi như tốt quá trời. Ngày nào mình lấy ta qua bên Việt Nam năm nay ta có bánh tét quá trời. Hầu như là hết nhà nào cũng có bánh tét hết. Ấy bây giờ ai cũng làm được tốt. Ở Việt Nam làm khủng khiếp vậy. Đúng là làm YouTube vui mà. Cái thằng đầu trọc, thằng cứu đống thép á. Mà nói hay làm hồi lúc đó nó nghèo lắm mà sao giờ nó làm hơn một khá luôn giàu luôn chứ khá đây rồi nó làm từ lâu lắm rồi á lúc đó người ta ít á với lại làm ta từ lúc đó mình coi quá rồi YouTube bọn mình coi quá rồi cái nào mình cũng coi chứ nó làm rồi vợ nó làm rồi cái hai bên cái hẹn nhau cái gốc cuộc hay chồng nhập lại cái làm giờ cái cất cái nhà to lên nè rồi cái nó mua chiếc xe có cái bán tải á. Có mình quay mình nói mình làm chậm đi ra đi vô nói nhỏ này nó lắc đầu không mà nó cười nói giờ tôi không nói chuyện với ông giờ tôi nói chuyện ngay giờ tôi nói chuyện điện thoại tôi nói nha nói chuyện YouTube vui lắm đó nhiều khi không biết nha không có lên ngồi nói hồi xả vàng luôn á. Thôi cả nhà ơi mùng 3 thì cũng chia sẻ cả nhà ăn chút video cho nó vui ngày mùng 3 Tết ăn uống có vậy thôi đó. Rồi nếu mà cả nhà thấy video của mình hay, thích cho một like, share, subscribe. Chỉ biết nói vậy thôi. Like, cho mình một like cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã đồng hành với mình hết nguyên một năm luôn. Rồi đó cả nhà, mà cũng là chia sẻ cả nhà cũng vui, cũng giàu rồi. Chưa có tiền nhưng cũng vui, mình đã được một ngàn sub rồi. Nhưng mà còn thiếu giờ nhiều lắm. Rồi tạm biệt cả nhà nha, hẹn video tới. Bye bye. Tại vì ngàn sub mà không chịu ăn mừng á. Ăn mỗi ngày về còn ăn mừng gì nữa. Ngày nào cũng ăn mừng á. Ngày nào cũng ăn hết trơn á. Ăn mừng gì. Cái ngày nào mà lên video là ngày đó ăn mừng. Tao phải đầu tư, tao phải mua rồi cao lương mỹ vị ăn đầu tư vô không? Vậy phải mua hoành tráng nha cả nhà. Bữa nào làm một bữa hoành tráng mời cả nhà nha. Ăn mừng ngàn súp. Ngàn súp. Rồi được rồi đó. Thôi chào tạm biệt. Chào nãy giờ mà cứ nói hoài à.